thằng ngoại cũng hơi chăm được đi giờ dưới đây nè các bạn. Hoa Chanh chào các bạn đi. Chào các bạn. Chanh ơi, Chanh làm gì đó? À, giỏi quá vậy. Rửa cho kỹ vô nha. Rửa kỹ vô, rửa lâu lâu chút xíu. Rửa vô vào nước đó con. Rửa kỹ vô, kỹ hơn nữa nào. Nào, thằng ngoại của Hoa Chanh rửa nãy giờ dưới đây nè các bạn. Hoa Chanh chào các bạn đi. Hoa Chanh đang rửa vải nè, Hoa Chanh bỏ vào tủ lạnh ăn cho nó sạch sẽ đó các bạn. À, Hoa Chanh rửa kỹ hơn nha, rửa chiếc vòi nước cho thật kỹ nha, kỹ hơn nữa. Hoa Chanh rửa kỹ giống mẹ nè. À, rửa kỹ xíu xong mình để chiếc vòi nước cho nước cho các đất nó trôi đi ha. À, Hoa Chanh giỏi cho các bạn. Đó. Hoa Chanh phụ giúp mẹ làm việc này các bạn ơi. Hoa Chanh rửa kỹ lên. Hoa Chanh rửa lâu xíu xíu nữa nha. Rửa chiếc bàn nước cho kỹ xíu nữa. Đây, Hoa Chanh qua, Hoa Chanh rửa được cả một rổ đầy rồi các bạn ơi. À, Hoa Chanh ơi, mệt không? Dạ mệt. Mới rửa có chút xíu mà mệt rồi hả? Sắp xong chưa? Chưa xong luôn hả? Ồ, Hoa Chanh rửa gần xong rồi các bạn ơi. Wow, hấp dẫn quá ha. Rồi, xong rồi, Hoa Chanh tắt nước đi hả? Ồ, giỏi ghê chưa? Rồi, Hoa Chanh rửa sơ cái thau đó đi con. Rửa cái lòng thau ở bên trong cái thau đó con. Trời ơi, thương không? Dở ghê chưa? Rồi, con đặt cái rổ vào trong cái thau đi con. Đặt cái rổ vào trong cái thau để cho có nhỏ nước ra nhà. Rồi, xong, thấy các bạn đi nào. Các bạn ơi, Hoa Chanh rửa được một rổ đây rồi nè. Chanh cười cái nào.